Mến chào tất cả cô dì, chú bác, anh chị yêu mình đã trở lại với kênh YouTube Dì Nguyễn Xe Máy Cũ của em trong buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Cũng thưa anh chị là hôm nay Dì Nguyễn sẽ xả xe cho anh chị mình sập sàn giá rẻ. Nhà em thì anh chị biết rồi đó, sập sàn là giá nào cũng có mà tiền nào cũng có nè. Tiền nào cũng có mà giá nào cũng có. Chất lượng 100% và bảo hành xe cho anh chị mình đầy đủ anh chị nha. Và bây giờ những con xe là những xe mà khu chờ anh em ở dưới nhà cũng có một cái lô xe mới về giá rất là mềm mại cho bà con mình nha anh chị. Anh chị vui lòng xem hết clip để gặp chiếc nào ưng ý thì anh chị điện thoại về cho em anh chị nha. Để chốt xe. Và nếu như hình ảnh mà anh chị coi chưa rõ thì anh chị các bạn Zalo đi, em sẽ gửi thêm hình ảnh cho anh chị mình trước khi anh chị mình mua. Và bây giờ em xin giới thiệu cái địa chỉ đường đến cửa hàng nhà em cho quý bà con chị mình. Địa chỉ cửa hàng nhà em là nằm ở số nhà 60 đường Bình Chiểu anh chị nha. 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Cửa hàng xe máy Thái Bảo anh chị nha. Thái Bảo. Phía bên trái cửa hàng nhà em ngày hôm nay là anh chị ở miền Tây lên thì anh chị hãy đến với cái nút giao ngã tư Bình Phước. Anh chị điền số điện thoại trên màn hình đi, em rước anh chị một nốt nhạc nha. Ở chỗ đó vô em là chỉ có một cây số thôi, nhưng mà cái đường đi vô nó hơi vòng vòng và queo queo. Nhiều khi khách hàng mình lên lạ đường lạ cái thì không có biết đường vô, cho nên điền em ra em dẫn vô cho nó dễ. Còn bây giờ một hướng đi từ bên phải là ở Bình Dương xuống anh chị đến với ngã tư 550. Tiếp theo là mình đi về hướng bệnh viện quân đoàn 4, chạy thẳng ra em 700m nữa. Chạy thẳng mít ra là gặp đường Bình Chiểu anh chị. Đường Bình Chiểu là số nhà 60 là cửa hàng nhà em. Hoặc là anh chị nào biết đi Google Maps thì anh chị vui lòng bấm vô Google Maps là 60 đường Bình Chiểu là sẽ nổi lên cửa hàng nhà em liền. Và bây giờ anh chị vô nhà gặp em để em chào bà con chị mình xong là đi quay xe liền anh chị nha. Mến chào tất cả cô dì chú bác anh chị đã trở lại với kênh YouTube Dì Nguyễn Xe Máy Cũ của em ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho anh gửi lời chào thân thương, một lời chúc sức khỏe tất cả cô dì chú bác anh chị trên khắp mọi miền Tổ quốc trong buổi sáng thứ năm ngày hôm nay anh chị nha. Thì cũng thưa anh chị là hôm nay cửa hàng em về những loại xe phục vụ cho bà con mình, hôm nay em sale xả hết những dòng xe bên em cho quý anh chị trong cái dịp cuối năm này. Một cái xe giá cũng rất là tầm trung cho quý anh chị, một cái xe phương tiện đi lại bây giờ bên em chỉ có 10 triệu, dưới 10 triệu và trên 10 triệu một chút, mình đã có một cái xe đi làm rất là ngon rồi anh chị nha. Còn những dòng xe rẻ hơn nữa em vẫn có. Anh chị cứ mạnh dạn điện thoại về cho em, hoặc là những dòng xe tay ga cao cấp thì em luôn có đầy đủ những dòng xe để phục vụ cho quý anh chị mình. Và để review xe cho anh chị mình thì em nói sơ những cái quán cửa hàng. Đến mình cửa hàng em bán xe cũ nhưng vẫn có bảo hành anh chị nha. Bảo hành một cái xe trên 10 triệu đồng thì cửa hàng em bảo hành cho anh chị 1 năm, mà dưới triệu đồng 10 triệu đồng là bảo hành 6 tháng anh chị nha. Và đặc biệt hơn là xe nào cũng có bảo hành. Mà điều thứ hai là bên em có bán trả góp. Anh chị ví dụ như anh chị không nợ xấu, không trả chậm, anh chị ở gần thì tới cửa hàng em làm hồ sơ cho anh chị một nốt nhạc là nhận xe liền. Còn nếu như khách hàng mình ở xa, điều kiện đường xá hơi bị xa xôi thì anh chị vui lòng gửi căn cước với số điện thoại qua Zalo cho em. Em sẽ làm hồ sơ online, mà nếu như hồ sơ online nó đậu rồi thì em báo là khách hàng lên cửa hàng để mua xe. Và điều thứ ba là bên em bán cho anh chị một cái xe là tặng được 3 món quà như thường lệ là một cặp kính, một bình nhớt và một cái bảo hiểm xe máy trị giá 1 năm cho khách hàng yêu mình. Điều thứ tư là bên em có ship tỉnh toàn quốc anh chị nha. Trong cái clip em quay ví dụ như khách hàng mánh mộ một cái xe nào, anh chị chỉ cần đặt cọc cho em từ 1 triệu tới 2 triệu đồng, em sẽ ship về tới địa phương cho quý anh chị. Sau đó anh chị ra chành xe, nhận xe và giao số tiền còn lại cho nhà xe bên em. Đến bên cửa hàng xe cũ của em thì cũng rất là nhiều xe và rất là vô giá nhiều dòng xe. Và là một cái điều đặc biệt hơn cửa hàng em ngày hôm nay thì anh chị ơi, ví dụ như anh chị mua một cái xe bên em thì anh chị được trao đổi lại trong một tuần lễ, ví dụ như thế này. Ví dụ anh chị mua một VS mà một tuần lễ anh chị không hài lòng, hay là vợ con chị không thích cái màu này, có một cái điểm nhỏ nào đó mà khách hàng không hài lòng thì khách hàng cứ vui lòng quay lại cửa hàng em và đổi lại những con xe khác và không bị lỗ tiền anh chị nha. Cái đặc biệt là như vậy, tại vì cửa hàng em bán xe là cho anh chị trải nghiệm trong một tuần lễ, bởi vì mình bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt mình ra, mình mua một cái xe về mình chạy mình không hài lòng rất là buồn. Cho nên là em cũng phục vụ cho anh chị là em muốn cho anh chị được có một cái xe ưng ý, cho nên là em làm như vậy để cho khách hàng mình có một cái phương tiện đi lại mà gọi là anh chị bỏ tiền ra anh chị phải ưng ý với chiếc xe đó, có nghĩa là xứng đáng với đồng tiền mình mua. Cho nên là để review xe cho anh chị thì hôm nay là em về rất là nhiều luôn, em sẽ ngắt clip ra và để review xe anh chị mình liền anh chị nha. Rồi và ngày hôm nay là những con xe dưới nhà em là những con xe này là mới nhập về anh chị nha. Đây là những con xe mới lấy về bên em trong buổi chiều ngày hôm qua. Đó, có những dòng xe như là Accenter, VS, những VS rất là đẹp luôn, quay RS cũng rất là mới mẻ, Sirius, rim Thái. Những con xe là những con xe mới lấy về bên em anh chị ha. Và em sẽ cập nhật giá cho anh chị thì hôm nay. Đầu tiên là một chiếc FX anh chị nha. FX. Xe lâu lâu em mới có chiếc chứ không có quà anh chị ha. FX thì xe còn rất là chất lượng anh chị nha, liền lạc sạch sẽ, nói chung là máy móc khô năng, bánh mâm liền lạc, đó, bị
biển số và em quay biển số cho anh chị mình cùng coi luôn nha. Con này là giấy ở Gò Vấp nè, 53V32429. Xe máy rất là êm, hiện tại là máy rất là êm anh chị nha. Cái dòng FX mình thì chạy rất là ngon, nó chạy cực kỳ mạnh anh chị nha. Ngày xưa nó một thời quanh liệt, bây giờ nó cũng giá rất là mềm mại đó. Đúng người hàng em thì một cái xe, chiếc xe đầu tiên thì em bán một cái giá rất là hữu nghị cho anh chị mình luôn. Chỉ có 10 triệu đồng thôi anh chị nha, 10 triệu đồng một chiếc FX. Giá này em bao cho anh chị là không có chiếc thứ hai này. 10 triệu đồng tại cửa hàng em ngày hôm nay cho anh chị mình trên chiếc xe đầu tiên trên clip hôm nay. Máy nữa là thì thầm. Chất lượng xe em còn rất khá lì khá đẹp anh chị, dòng lông dòng lá dòng áo cũng rất là khá thẳng nè, máy móc rất là sạch sẽ khô ráo anh chị nha. Và kế tiếp ngày hôm nay là một con quay RS, quay RS xe bánh mâm rinh anh chị nha, mâm rinh liên lạc sạch sẽ, dàn chân rất là đều và rất là trắng trẻo luôn. Từ trước ra sau là một cái xe rất là khá liền và khá đẹp anh chị nha, đặc biệt hơn nữa là đầu chưa rớt anh chị nha, đầu chưa rớt, biển số thành phố luôn. Con này em bán giá bán tại cửa hàng là 11.500.000 đồng anh chị nha. 11.500.000 đồng một chiếc xe quay rửa. Cái dòng này thì em bảo hành cho anh chị 1 năm và em bao cho anh chị cái chất lượng xe rất là chất lượng luôn nha. Con này thì chạy rất là nâu đồng cổ đá, anh chị cũng đã sử dụng những dòng xe này thì khách hàng đã biết rồi. Cái con xe này chạy rất là ngon, rất là đầm ấm anh chị nha. Mâm là mâm zin theo xe chứ không phải là mâm mới anh chị nha, không phải là mâm lô. Em bao cho anh chị mình lần qua, cục vẫn là cục zin này, bô này vẫn còn đầy đủ hết anh chị nha, lóc liếc rất là đẹp nha anh chị. Rất là đẹp và đầu chưa rớt, nồi có chạm nhẹ anh chị nha. Từ trước ra sau, dàn áo, dàn lông, dàn lá cũng còn khá thẳng và khá đẹp anh chị. Rồi em chốt cho anh chị là 11.500.000 đồng giá bán tại cửa hàng anh chị nha. Và ngày hôm nay thì em về thêm một chiếc xe quay RSX, quay RSX phiên bản 110, 110 xe dàn lông còn rất là mới mẻ luôn, chủ xe cũng xài rất là kỹ anh chị nha. Chiếc xe này thì còn zin hết toàn bộ anh chị, đầu nồi chưa chạm luôn anh chị nha, đầu nồi zin, máy trắng phéo luôn, dàn lông, dàn lá, dàn chân rất là đẹp anh chị, tem anh chị coi rất là đẹp, máy rất là trắng luôn. Những cái con xe nào em báo đẹp là anh chị tin tưởng em nè. Xe máy nữa là thì thầm anh chị nha, từ trước ra sau liền zin anh chị đó, cầm đồng bánh vỏ rất là đẹp anh chị nha, biển số thành phố luôn, ở Thủ Đức mình luôn. Con này em bán tại cửa hàng là 12 triệu đồng anh chị nha, biển số 59X1, 12 triệu đồng một cái xe zin nguyên con đó. Em bao cho anh chị là dàn lông dàn lá nè, còn zin nè, cầm liền bánh vỏ rất đẹp nha, đầu nồi chưa chạm anh chị nha. Giá này em nói thật anh chị rất là khó tìm nè, 12 triệu đồng tại cửa hàng em. Tem đắt, chủ xe em xài rất là kỹ, còn nguyên đầy đủ cho anh chị mình từ trước ra sau, chìa khóa vẫn là chìa khóa zin của nó luôn anh chị nha. Và kế tiếp ngày hôm nay là một em Future 1 anh chị, Future 1. Nói chung là cái xe này thì nó liền lạc sạch sẽ từ trước ra sau. Liền lạc sạch sẽ từ trước ra sau anh chị nha. Bô rin còn, phục con. Nói chung là một cái xe này giá rất là mềm mại cho quý anh chị luôn nha. Máy rất là êm, cái gã dòng này thì em bảo hành cho anh chị 1 năm yên tâm sử dụng này, không có sao hết nha. Con này biển số ở thành phố luôn anh chị nha, mà giá bán tại cửa hàng là 12.500.000 đồng, giá rất là mềm mại cho quý anh chị luôn nha. 12.500.000 một khu chữ 1 liền như thế này anh chị nha, liền lạc sạch sẽ nè, cam liền bánh vỏ còn rất là đẹp nha anh chị. So với cái giá 12 năm thì nó không thể gọi nào là mất ken được anh chị nha, nó đều xe nó rinh thì nó không phải đều từ trước ra sau như vậy. Và tiếp theo là một mẫu Vision này mới vừa nhập về anh chị nha, phiên bản 2018 nè, xe màu đỏ đô rất là đẹp và liên lạc sạch sẽ, xe zin toàn bộ từ đầu đến chân anh chị nha. Dàn lông dàn lá thì cũng còn rất là mới luôn, biển số ở Đồng Nai. Bây giờ em bán tại cửa hàng là 23 triệu đồng anh chị nha, và em bao cho anh chị là máy zin chất lượng 100% nè. 23 triệu đồng bảo hành 1 năm, anh chị mua xe thì được trao đổi lại trong 1 tuần lễ, nếu như anh chị không hài lòng về một cái điểm nào đó thì anh chị cũng qua lại đây đổi thoải mái anh chị nha. Xe rất là đẹp luôn, hiện tại bên em thì xe còn rất là mới anh chị nha, những con giá Vision như thế này 2-3 triệu cũng rất là rẻ rồi. Phiên bản 2018 đời rất là cao luôn, 3 dây tắt máy đầy đủ cho anh chị mình nha. Và để tiếp tục review xe thì hôm nay em về tiếp là một mẫu Sirius FI, Sirius FI xe 2018 anh chị, một cái xe em còn rất là mới, màu xanh trắng anh chị nha. Mấy cái dòng 2018 thì anh chị biết máy móc rồi, đầu nồi là phải zin như cục pin, bánh mâm liên lạc từ trước ra sau, một cái xe màu xanh trắng này anh chị ha, rất là đẹp và rất là liền luôn. Xe em còn rất là mới mẻ đang đứng bên cửa hàng em ngày hôm nay,
máy nổ là Thì Thầm Mùa Xuân, một cái giá cũng rất là tình thương cho quý anh chị luôn nha. Biển số Cà Mau, em này con này em ra cho anh chị mình với cái giá là 12 triệu đồng anh chị nha. 12 triệu đồng tại cửa hàng Cirrus 2018 FI nè anh chị. Chỉ có 12 triệu đồng và đặc biệt hơn đây là em xả rất là rẻ rồi anh chị nha. Cái giá này là em bao cho anh chị rẻ, rất rẻ luôn. À, anh chị cũng thấy không? Bữa nay là giá cả thị trường những dòng xe này em bán những một giá rất là dễ thương, vì lô xe mới lấy về này 12 triệu đồng anh chị, chốt nhanh liên hệ về số điện thoại cho em nha. Chỉ có một chiếc Cirrus giá hữu nghị tình thương mà xe còn rất là đẹp anh chị nha. Và để tiếp tục review xe thì hôm nay tiếp theo là trước màn hình anh chị bây giờ đang xem là một con rim Thái anh chị nha. Một chiếc rim Thái liền lạc anh chị nha, giá rất là mềm mại cho quý anh chị luôn. Biển số Thủ Đức. Con này tại cửa hàng hôm nay em sale cho anh chị mình 13 triệu đồng được anh chị. Đó, chỉ có 13 triệu đồng thôi anh chị nha. Một chiếc rim Thái liền lạc từ trước ra sau, nồi zin của nó từ ngày đó bây giờ cũng còn rất là đẹp chị, nhưng mà chạy rất là ngon. Anh chị nào mở gần cửa hàng tới em cho thử xe thoải mái trước khi mua nè. Con này chạy rất là đầm anh chị nha. Cái dòng rim Thái mình ngày xưa mua mới 10 cây vàng đâu ít anh chị nha. Bây giờ chỉ có 13 triệu đồng so với 2 chỉ vàng bây giờ thôi. Đó, anh chị cân nhắc và tham khảo giùm em nè. Một con xe rim Thái liền nha anh chị, máy móc em bảo hành cho năm. À, khách hàng yên tâm. So với 13 triệu thì nó không gọi là zin nguyên con, à, nhưng mà có này có kia. Chia sẻ cùng em với anh chị nè. Em sẽ quay sơ cái đầu trước cho anh chị cùng xem nha. Rất là đẹp nha anh chị nha, rất là liền luôn. Bẩn là bẩn sắp be mới anh chị nha, bẩn của sắp be mới nha. Xe đầu trước cũng còn rất là đẹp đó, câm niềng bánh vỏ cũng rất là mới mẻ anh chị nha. Chỉ có 13 triệu đồng và đặc biệt hơn nữa ngày hôm nay là trên màn hình anh chị đang xem bây giờ là một con Enyozo. Con này FI của Yamaha, một chiếc xe phiên bản rất là đẹp. Và hiện tại xe này bên em là chưa sơn dặm bắn tuốt anh chị nha, còn rất là đẹp luôn. Một chiếc xe rin toàn tập nguyên con từ ngày đó đến bây giờ. Một Enyozo, cái hàng này cũng rất là hiếm hàng anh chị nha. Và hôm nay cửa hàng em đã cập nhật về một mẫu Enyozo cho quý khách hàng mình trong dịp cuối năm nay. Con này mang biển số ở Bình Dương, Phú Giáo. Con này bây giờ em bán chốc đơn cho anh chị 13 triệu đồng được không anh chị? Đó, 13 triệu đồng giá vô cùng dễ thương cho anh chị. Và đặc biệt hơn là không ai rẻ hơn đâu anh chị nha. Đó, em nói một câu chân tình. Và cửa hàng em bán xe dù rẻ hay là dù mắc, nhưng mà em có bảo hành và tận tình phục vụ anh chị một cách rất là nhiệt tình anh chị nhé. Enyozo phiên bản chưa sơn dặm nè, máy zin nha, nguyên con 13 triệu đồng anh chị nghĩ quá rẻ đúng không ạ? Bây giờ anh chị nghĩ đi, một con xe Cirrus bây giờ một con nó cũng đã 12 triệu rồi anh chị, nghĩ Enyozo như này quá rẻ luôn. Tại vì mình chia sẻ được những khách con xe của khách giá rẻ em chia sẻ cho bà con mình để bà con mình có một phương tiện đi lại đó. Em là luôn luôn phục vụ anh chị hết mình. Và tiếp theo ngày hôm nay là một con xe WayRS anh chị nha. À, WayRS mặt nạ 2 tầng. Xe liền lạc dàn áo mới lục keo bóng lưỡng luôn chị nha. Dần chân thì cũng có dặm dặm nhẹ nhẹ chứ không đáng kể anh chị nha. Đó. Một cái xe là cái đầu lên được đầu Thái luôn rồi. À, đèn LED luôn anh chị nha. Lên đầu Thái LED luôn anh chị. Cho anh chị yêu mình một con xe rất là dễ thương mới lấy về quay. Mà giá cả anh chị đón xem nó cũng rất là nhẹ nhàng cho quý khách hàng mình. À, trong cái dịp cuối năm này thì cũng rất là nhiều công nhân thất nghiệp, rất là nhiều công nhân thất nghiệp thì anh chị biết rồi, hoàn cảnh bây giờ nó có làm ăn nó rất khó khăn. Em chia sẻ cho anh chị một con xe WayRS bên em nha, máy nổ Thì Thầm anh chị, biển thành phố, một cái giá rất là dễ thương, chỉ có 12 triệu đồng anh chị nha. 12 triệu là tại cửa hàng anh chị, nếu như mà ship đi là phải 12 năm anh chị nha. Tại vì những con xe này thì em báo cho anh chị một cái giá rất là mềm mại anh chị. Được cái dàn lông, dàn lái, dàn chân rất là đẹp, máy rất là ngon. Em chia sẻ với bà con mình thôi. Chứ những cái giá này nó thật bên chị không bao giờ có để mua đâu, nó thật luôn. Tại vì những cái lô xe này đó, nó quá đẹp. Anh chị thấy bình thường em bán được 13, 14 triệu những dòng xe như thế này. Nhưng mà hôm nay tại chia sẻ với bà con mình. À, trong lúc khó khăn này thì chia sẻ hết mình anh chị nha. 12 triệu 500 ship đi. Còn tới cửa hàng là 12 triệu đồng. Và kế tiếp là một mẫu xe 150 Enter RC màu trắng đen anh chị nha. Xe máy rin dằn lông dằn lá rin theo xe, một chiếc xe rin toàn tập từ ngày đó đến bây giờ. Anh chị cô chú đã thấy rồi, về App Center chạy không cần phải nói về cái máy đó anh chị nha. Cái máy thì không cần phải bàn, tất nhiên vì xe cũ thì cũng có trầy xước nhẹ nhẹ không có đáng kể. Một cái xe rin từ ngày đó đến bây giờ anh chị cũng thấy chất lượng không chị? Mua mới ngày xưa 50 mấy triệu đồng mà một cái xe bây giờ em bán cũng giá cũng rất là mềm mại cho cô chú anh chị mình luôn nè. À, tại cửa hàng em chỉ có 22 triệu đồng anh chị nha. Chỉ có 22 triệu đồng em bao giá sốc cho chị luôn, 2018 anh chị nha. Biển Đồng Nai, 22 triệu đồng em bao cho anh chị, giá này tê tái luôn. Không đâu rẻ hơn nè anh chị nè. Vỏ lốp nè, vỏ sau mới ken sầu ben luôn anh chị nha.
liên lạc sạch sẽ cho cô chú anh chị một xe 10 áo quần lậu 22 triệu chứ 12 triệu chắc lỗ cắm đầu đó luôn anh chị nha. Chia sẻ cùng em. Và luôn luôn em nói thật với anh chị, cửa hàng em bán xe có bảo hành tận tình, luôn luôn phục vụ khách hàng hết mình. Trong cái buổi hôm nay là buổi sáng thứ năm, em chia sẻ lên live sớm cho bà con mình những con xe giá mềm mại tại cửa hàng. Bà con nào mến mộ xe nào vui lòng liên hệ về cho Diệu Nguyễn trên số điện thoại trên màn hình để em sẽ chia sẻ cho anh chị những con xe bên em. Và tiếp tục là một mẫu xe xanh GB, cũng là S150 phân khối vậy nha. Con xe màu xanh liền lạc từ trước ra sau, cũng gọi là riêng nguyên con cho cô chú anh chị yêu mình. Hiện tại con xe này thì cái chỗ cốt này nó có nứt một đường đó, em báo rất là cụ thể. Ví dụ như anh chị muốn dặm lại thì em sẽ hỗ trợ nha. Còn cái này là tại vì xe riêng của người ta đang đi, có sao thì em bán như vậy anh chị ha. Nhưng mà cái đó cũng không đáng kể lắm đâu anh chị, mấy cái đó là rất đơn giản rồi. Biển số là 59N3 thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh chủ đầy đủ, biển số 239 Mãi Thần Tài. Con này thì em chia sẻ bà con mình một cái giá cũng 22 triệu đồng tại cửa hàng đó, anh chị thấy có rẻ không? Bây giờ Accenter 150 phiên bản 2018 em bán cho anh chị chỉ có 22 triệu đồng và em bao cho anh chị không có đâu mà rẻ hơn nha, biển số Thái Thành luôn. Và đặc biệt hơn là máy zin anh chị nha. Có một cái thùng trước để đồ, nếu như khách hàng không muốn đi ba ga cũ thì em sẽ hỗ trợ cho anh khách hàng một cái ba ga cũ đi đúng đàng hoàng. Mà chất lượng xe thì em nói thật với anh chị là ở đây em bán là 100%. Nói về xe cũ thì nhiều khi nó trục trặc này nọ, thì cái đó thì 100-200 xe nó cũng có một chiếc hai chiếc. Em cũng luôn luôn chia sẻ với khách hàng những con xe nào mà bị này hay bị nọ về anh chị sửa bao nhiêu em phụ quả thêm. Cái đó là em nói rất rõ ràng, lương tâm nghề nghiệp bọn em bán xe cũng còn rất là nhỏ tuổi, em làm ăn với anh chị một cách rất là đàng hoàng và tử tế anh chị nha. Và em luôn luôn tôn trọng quý khách hàng của em. Và để tiếp tục review xe thì một mẫu tiếp theo đây là một mẫu Vision anh chị nhé. Cuối 2015, xe màu đen mâm trắng rất là đẹp luôn. Một cái xe khá liền và khá đẹp, bên cửa hàng em mới truy cập về ngày hôm qua cho anh chị khách hàng yêu mình. Những con xe này chơi Tết cũng rất là ok anh chị nhé. Một cái giá cũng rất là mềm mại cho cô chú anh chị mình. Vision, biển số 19 anh chị, em bán cho anh chị nè 19 triệu 500 ngàn đồng được không chị? 19 triệu 500 ngàn đồng một em Vision mẫu phiên bản mẫu mới nha anh chị nha. Đó, chế độ 3 giây tắt máy đầy đủ, đá chống tắt máy mà hết xăng thì cũng tắt máy luôn chứ hết xăng cũng đâu nổ được anh chị nha. Chia sẻ cùng em trên lĩnh vực bán YouTube hàng nè. Nói thật bên chị trên cửa hàng em á, luôn luôn nói vui, nói giỡn cho khách hàng cho nó vui. Còn nói bậy là không bao giờ có anh chị nha. Anh chị cứ tin tưởng và chia sẻ, còn em là uy tín làm nên thương hiệu, nói rõ ràng cho bà con mình trước khi mua. Cái gì em dạy được lòng trước thì khỏi mất lòng sau, em tới này mới như vậy anh chị. Anh chị tới đây gặp Diệu Nguyễn anh chị đã biết rồi. Đó, em nói câu rất là rõ ràng. Cái con này thì bây giờ chốt lại cho bà con mình là 19 triệu 500 ngàn đồng, giá quá mềm mại cho bà con mình nha. Một phiên bản xe để mình đi chơi Tết hay mình đi lại đi làm, đi ăn, đi chơi, một phiên bản cao cấp cho anh chị yêu mình. Và cũng thưa anh chị là nếu như bây giờ bỏ tiền ra mua xe mới thì tầm khoảng 19 triệu 20 triệu anh chị mua đâu được xe gì, nhưng mà tới xe cũ anh chị đã có một mẫu Vision đẹp như thế này, em nói rất là rõ ràng luôn nha. Và kế tiếp đây là một con Quay S anh chị nha, phiên bản 100, đầu nồi zin, máy zin, xe zin như cục pin. Từ trước ra sau một cái xe cũng còn rất là đều và rất là liền anh chị nha. Biển số là 60X9 Đồng Nai. Một cái giá cũng rất là hữu nghị luôn. Cái này là em bán một cái giá này là em không bớt nữa cho anh chị mình luôn nha. Em báo luôn là 12 triệu 500 ngàn đồng. 12 năm em nói thật luôn, em sale cho anh chị mình cho nó vui. Chứ nói thật cái xe mà Quay S mà đầu nồi zin máy zin mà xe đẹp cửa như vậy nè, em nói thật anh chị kiếm không bao giờ có cái giá này nha anh chị nha. Hôm nay là chia sẻ cho bà con mình là kệ không sao, trong cái lĩnh vực cuối năm rồi cũng tạo điều kiện cho khách hàng mình có những phương tiện đi lại, thì cửa hàng xe máy nhà em luôn luôn phục vụ cho anh chị mình, luôn luôn tri ân cho khách hàng yêu mình. Và cái nào em nói là chuẩn anh chị nha, em bao đến đầu nồi zin là đầu nồi zin anh chị nha, dàn áo zin nè, chân giò bánh cẳng zin toàn bộ anh chị nha. Một xe giá này quá mềm mại cho khách hàng yêu mình, chỉ có 12 năm tại cửa hàng. Và để tiếp tục là một em Quay S màu đỏ. Màu đỏ đầu chưa rớt anh chị nha, đầu chưa rớt, xe liền lạc sạch sẽ, bộ tem thì cũng có mới, dán lại bộ tem mới, cái gì cái đó em báo rất là rõ ràng anh chị. Dàn chân, dàn lông, dàn lá rất là đều và rất là đẹp anh chị nha. Biển cũng ở Đồng Nai luôn và cái giá nó cũng là 12 triệu đồng luôn anh chị nha. 12 triệu đồng em chia sẻ cho bà con mình nè, 12 triệu đồng một cái xe đẹp như vậy không bao giờ có anh chị. Chia sẻ mạnh dạn nè. Anh chị thấy đầm đẹp không anh chị? Đầm nè, bô rất là đẹp và rất là đều. Và dàn áo này, dàn áo mới anh chị nha, dàn áo mới là em bao cho anh chị. Cứ anh chị dàn áo mới thì anh chị biết rồi, không có một điểm nào mà trầy hết.
Đó, em chính em cái dàn áo cũ của nó vẫn còn luôn anh chị nha. Dàn áo cũ nó thì nó không có được đẹp, em nói rất là rõ vậy. Cho nên em đã thay áo mới cho bà con mình, chia sẻ bà con mình một cái giá 12 triệu đồng, nó quá dễ thương mà mềm mại cho bà con mình trong lĩnh vực cuối năm. Và tiếp tục một mẫu xe rất là đẹp em mới cập nhật về đây anh chị ơi, là một con Sirius anh chị nha. Sirius RC, xe màu trắng đen, bánh mâm thắng đĩa, xe rất đẹp 2018 nè. Liên lạc sạch sẽ, rinh như bình từ trước ra sau anh chị nha. Và bây giờ mình tìm về bản số để em báo giá cho anh chị yêu mình luôn. Cái xe này thì nó thật anh chị, nó cũng 90% so với 95% so với xe mới anh chị nha. Rất là đẹp, anh chị cũng đã thấy rồi, nó không có trầy xước, xe màu trắng còn lung linh biển An Giang. Con này em chia sẻ cho anh chị giá nè, 15 triệu đồng anh chị nha. 15 triệu đồng, có thể anh chị tới cửa hàng em giảm thêm cho anh chị một chút đỉnh nữa anh chị nha. Đó, có thể tới cửa hàng để em chia sẻ thêm một chút tiền đỉnh nữa. Em nói thật cái xe em còn rất là mới, ốc tán là sáng chói anh chị nha. Phiên bản 2018, một cái xe rin nguyên con anh chị nha. Em bao rin, đó như vậy là chất lượng. Và ngày hôm nay em cũng có một mẫu xe cũng rất là cột luôn anh chị. Con này là AB Sunker 208 mà xe rất là cột, đi bánh mâm FA anh chị nha. Xe liền từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, máy rin như cục pin anh chị, thấy cái xe đã sáng với luôn. Mẫu xe chủ xe em xài rất là kỹ, em xe còn mới được như vậy anh chị nha. Hai chìa khóa vẫn còn nguyên theo xe. Con này biển số 70G1 Tây Ninh. Con này bây giờ giá bán tại cửa hàng nhà em là 12 triệu 500 ngàn đồng. Như anh chị em đã thấy thì AB mà 208, 207 á, Sunker á, em bán 10 triệu, 8 triệu rưỡi cũng có xe nha anh chị. Cũng có màu đỏ như vậy là 8 triệu rưỡi cũng có nè. Nhưng mà tại sao chiếc xe này 12 năm thì nó phải chênh lệch, nó chênh lệch thì nó phải khác. Đó, em nói rồi mà, tiền nào của anh ấy anh chị nha. Cái xe này nó chất lượng, em lấy dụng 11 mấy gần 12 rồi. Cũng em chia sẻ bà con mình không có lời bao nhiêu, em nói thật cái lô xe này liền. Em không có lời bao nhiêu luôn, em cũng chia sẻ anh chị thấy không. Nhưng quay RS mặt nạ 2 tầng xe đẹp vậy em bán có 12 triệu đồng anh chị, quá rẻ luôn. Những cái giá đó anh chị đừng có trả giá giùm em, tội nghiệp em anh chị nha. Đó, em chia sẻ cùng giá đó em không có bao ship nữa, bao ship tội em chết luôn. Để chia sẻ thêm bà con mình thì hôm nay em có một mẫu xe Charlie dành cho học sinh sinh viên 50, hay là anh chị mua cho ba mẹ mình một biếu, một cái xe này cũng rất là giá trị anh chị. Tại vì nhiều khi tiền bây giờ mình có đó, nhưng mà xe cũng rất là khó tìm anh chị thấy không. Một con Charlie nha, máy móc em ru liền lạc từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Mẫu xe này đổ bình xăng đi tháng trời á, nó thật luôn, đi chợ vòng vòng đi tháng trời. Con xe Charlie này rất là êm ái, một dòng xe từ ngày xưa anh chị nha, đơn vị là xưa tính bằng vàng, bây giờ chia sẻ cho anh chị bằng hơn chỉ vàng chút. Giá 7 triệu đồng chia sẻ cho anh chị mình luôn nè, em xả luôn kệ nó, lời lãi tính sao. Tính ra dòng này thì em lỗ thật sự luôn anh chị nha, lỗ là có thật luôn nè anh chị. Con này là biển số 60 Đồng Nai anh chị nha. Em chia sẻ cho anh chị 7 triệu đồng một cái giá xe em lỗ tại cửa hàng luôn, nhưng mà vẫn tri ân khách hàng mình kệ không sao hết vậy nha. Còn những anh chị nào mua xe bên cửa hàng nhà em Tết xuống ở nhà em sẽ tặng quà cho khách hàng mình đầy đủ anh chị nha. Và anh chị cũng đã thấy trước màn hình anh chị bây giờ đang xem là một con xe 94E148542. Con xe này là Sirius FE anh chị, phiên bản 2022, xe cao cấp, hiện nay màu đen nhám anh chị nha. Rinh như cục pin từ trước ra sau, tem năng lượng cho anh chị yêu mình còn sáng xanh lè nó luôn. Một con xe 2018 thì anh chị đã biết rồi, nó cũng cập nhật như một con xe mới bên đứng bên cửa hàng xe mới thôi. Nhưng mà con xe này bây giờ giá cũng rất là dễ thương cho quý anh chị và yêu mình. Em bán 16 triệu tại cửa hàng được không anh chị? 16 triệu đồng tại cửa hàng, anh chị tới cửa hàng em bớt thêm cho, kệ nó không sao anh chị. Cứ chia sẻ cùng em. Em nói thật bên chị trên YouTube rất là khó mà làm hài lòng hết tất cả khách hàng. Bây giờ mình bán rẻ quá thì người ta kêu xe dở bán rẻ, mà bán mắc quá thì người ta kêu xe bán giá cao, thì biết bán sao cho nó vừa lòng anh chị ha. Nhưng mà nói thật bên chị chứ làm sao mà nó quý mến hết được. Bây giờ một trăm khách hàng coi em thì cũng có là 5-30 người thích, hay là 5-70 người thích, chứ làm sao mà nói người ta thích mình hết được anh chị. Anh em trong nhà mà nhiều khi còn chưa thích nhau, còn chưa hài hòa với nhau được, huống gì mà bây giờ trên thương trường xã hội anh chị nghĩ đúng không. Em chia sẻ với anh chị con xe này giá 16 triệu đồng anh chị tới cửa hàng đi, em bớt thêm chút đỉnh nữa anh chị nhé. Anh chị cứ mạnh dạn nhắc điện thoại lên và alo về cho chị Nguyễn, số điện thoại trên màn hình đi anh chị cứ chia sẻ, em cũng chia sẻ cho anh chị mình không có sao hết anh chị nha. Và vô đây để em lựa mấy cái xe nào để em sale xả cho bà con mình thêm vài chiếc nữa. Anh chị ơi, con Bluebay này có một anh ngày hôm qua là ở Cần Thơ hay là Bạc Liêu diễn điện cho em, là kêu chốt em 14 triệu đồng mà chưa thấy chuyển khoản lên. Thì anh kêu là anh có gửi tiền lên cho xe khách đem lên cho em rồi, nhưng mà em chưa thấy thì em vẫn quay bình thường. Còn nếu như mà khi em nhận được tiền thì em sẽ để cho ảnh, nói chung một giá nhà em là như vậy, mua bán cái gì vậy. Bây giờ cứ nhận tiền ai trước thì em để cho khách đó. Con này biển Long An em bán 14 triệu tại cửa hàng xe 2018 như xe mới vậy nha, Bluebay. Cái con xe này thì quá mới và quá đẹp anh chị nha, không có điểm nào mà để khách hàng mình chê được.
cùng chia sẻ với em nha anh chị. À, em cũng rất là tin tưởng ảnh, ảnh nói là chắc chắn 100% thì em cũng đã sáng nay là anh kêu rồi, anh gửi lên rồi, đó em chia sẻ bà con mình. Và để tiếp tục review xe cho cô chú anh chị yêu mình thì em có một con Honda 67. Con này là nói chung là cũng có một ít đồ chơi dành cho quý anh chị nha. Nó đầu nòng thái nè, xe rất là liền lạc, đi cà phê, đi kiển, đi chơi. Chứ nói cái xe 67 mà ngày xưa em dùng nó riêng toàn bộ thì nó hiếm lắm chị, nó rất là khó tìm. Con này biển số Bến Tre nha, em để cho anh chị một cái giá rất là sốc luôn nè, 15 triệu đồng được không chị? Anh chị điện tới cho em đi, rồi có nếu như em coi trong giấy mà em mua có lời bao nhiêu em chia sẻ thêm cho, nếu như có lời nhiều thì em chia sẻ thêm cho, chứ em thì trước mắt em cũng chưa nhớ qua giá của này rồi, nhưng mà em báo chính xác cho anh chị là 15 triệu đồng đi, rồi anh chị điện cho em bớt cho, kệ nó sao anh chị nha, chia sẻ cùng em. Rồi tiếp theo là cái em này, cái em này cũng là em 67 vậy nha, nhưng mà lên đồ chơi cũng kiển kiển á, cây bô này không chứ cũng 1,7 triệu bạc anh chị. Cái bô này nó đơn giản vậy chứ 1,7 triệu bạc cây bô nhé, không rẻ anh chị nha. Nhưng mà một xe đi cà phê, đi chơi này, đi kiển này, đèn trước sáng trưng này, cam niền rất là đẹp luôn anh chị nha, liên lạc sạch sẽ, biển số 94. Con này bây giờ em bán cho anh chị 9 triệu được không anh chị? 9 triệu đồng tới cửa hàng bớt cho anh chị, 8 triệu rưỡi em bán luôn, em nói thiệt luôn, 8 triệu rưỡi em đẩy luôn anh chị. Một cái xe như thế này 8 triệu rưỡi cũng rất là khó tìm anh chị, giá này kiếm không bao giờ ra nữa anh chị. Em chia sẻ cho anh chị mình những con xe này nè, đó cuối năm rồi. Và tiếp tục là một con Click anh chị nha. Em thưa anh chị là một con Click này của em được quá dữ anh chị nha, kiến trên theo xe vẫn còn một chiếc xe ring nguyên đét từ người đó đến bây giờ anh chị. Đó, nó còn riêng từ cái dàn lông, dàn lá, dàn chân, dàn áo gì riêng hết toàn bộ anh chị nha. Máy móc nó cũng còn riêng nguyên bản, một cái xe Click cũng còn rất là đẹp nha. Máy nổ thì thầm mùa xuân anh chị nha. Từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Chiếc xe này mang biển số ở đâu đây? Hình như em nhớ là 77 phải. Rồi, Bình Định, Bình Định bây giờ em chia sẻ anh chị giá 10 triệu tại cửa hàng. Đó, em biết lời lãi gì tính sau này. Em chia sẻ 10 triệu đồng. Anh chị thấy không, trong cái clip trước em bán 11 triệu. Mà tại sao hôm nay em chia sẻ thêm cho bà con mình chút đỉnh nữa, để cho anh chị có một phương tiện đi lại phục vụ cho anh chị mình. 10 triệu đồng chia sẻ cùng em anh chị nha. Xe máy trên nhật bên sáng trưng luôn anh chị nha. Rồi giá chỉ có 10 triệu đồng chia sẻ cùng em anh chị nha. Rồi những cái con Elizabeth này anh chị, giá rất là rẻ anh chị, 4 triệu rưỡi anh chị nha. Tại cửa hàng 4 triệu rưỡi bình đề đổ máy em râu anh chị nha. Con này cũng 4 triệu đồng nè. Con này là Bách 3 nè, con này là những Piaggio anh chị nha. Đó, giá rất là mềm mại nè. Sáp là em bán có 9 triệu anh chị nè. Đó, đầy đủ anh chị thấy không? BC em bán có 18 năm nè, rất là nhiều luôn. Và để tiếp tục ra đây thì em sẽ quay cho anh chị một con Sachia đầu chó anh chị nha. Sachia đầu chó đúng cái giấy của nó là cũng đánh là Sachia đầu chó đàng hoàng. Nhưng mà những cái con này xe này là những con xe ráp anh chị nha, chứ không phải là xe ring. Nếu xe ring nguyên bản thì cái giá này cũng không bao giờ có anh chị nha. Một chiếc xe biển số thành phố Hồ Chí Minh, Sachia đầu chó em bán cho anh chị giá 25 triệu đồng anh chị ơi. 25 triệu đồng hôm nay em xả luôn cho anh chị yêu mình nè, chỉ có tại cửa hàng nè, 25 triệu đồng này. Đó, Sachia đầu chó chạy rất là liền lạc anh chị nha, nổ cái là trăm tiếng nói bằng tiếng khói xì bo mình đi. Biển số 59N anh chị, 739 thằng tài đuôi anh chị nha. Liền lạc sạch sẽ. Từ trước ra sau. Và Novo 4. Novo 4 thì bây giờ em cũng có được một em đây anh chị, một em màu trắng xe lung linh anh chị nha, liền lạc sạch sẽ. Chiếc xe này thì máy rất là ngon anh chị nha, máy rất là êm luôn. Chiếc xe em còn rất là đều chứ nó đẹp keng, xà beng thì không có đẹp keng anh chị nha, nhưng mà nó liền lạc sạch sẽ cho anh chị mình. Biển số là ở 59 B1. Xe này em bán 3 triệu rưỡi tại cửa hàng, chia sẻ bà con mình luôn là một cái xe bán quỳ giống thì vui nè. Đó, 3 triệu rưỡi nè anh chị nè. Anh chị nào mua muốn ship đi thì anh chị cộng thêm tiền ship giùm em nè, chỉ có 3 triệu 500 ngàn đồng thôi anh chị nha. Tại cửa hàng em bán cho anh chị một cái giá rất là mềm mại anh chị nha. 3 triệu rưỡi chạy chán bán được 2 triệu chứ chỗ nào nó lỗ anh chị. Anh chị chạy có nát luôn, cái xe bán cho trai được 2 triệu mà em nói thiệt luôn. Bây giờ nó nói khi cần mua cặp tâm nó không hai được mấy 3 triệu rồi anh chị, nhưng mà chia sẻ bà con mình những xe giá như thế này là quá mềm mại cho anh chị yêu mình nha. Và bây giờ tiếp tục lên nhà em chia sẻ thêm cho anh chị mình những con xe bên em nữa nha. Rồi, và để tiếp tục review xe cho cô chú anh chị thì tiếp theo là cửa hàng về một em Janus anh chị nha. Janus xe rất là liền lạc từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, chân giòn rất là sáng sủa đẹp đẽ anh chị nha. Một em Janus thì so với xe mới bao nhiêu thì anh chị đã biết rồi, 30 mấy gần 40 triệu đồng, nó cỡ tầm là 36-37 triệu đồng rồi. Thì hôm nay em chia sẻ với anh chị một con xe biển số 74 Quảng Trị, có đồ chơi nóc đầy đủ anh chị nha, giá 16 triệu 500 tại cửa hàng bao sóc cho anh chị mình luôn nè. 16 triệu 500, biển số rất đẹp 22399 anh chị nha, 16 triệu 500 ngàn đồng một cái xe riêng nguyên công anh chị nha. Em bao cho chị mình đồng qua, em bảo hành 1 năm,
xe chất lượng bên em nha. Em bao cho anh chị không sơn dầm bán túc anh chị nha, xe riêng toàn tập anh chị nha. Đó, chia sẻ bà con mình một cái giá xe cho nút quá hữu nghị luôn, 16 năm. Và tiếp theo là một em AB207, con này máy nó nữa là thì thầm anh chị nha. Cái dòng AB207 là em mua, em nói thật anh chị, em mua là xe chất lượng nó mua, không bao giờ em mua hàng tào lao với đâu nha anh chị nha. Con này biển số 4718 nè. Chia sẻ bà con mình một xe giá 10 triệu đồng tại cửa hàng, em bao riêng cho anh chị mình từ A đến Z luôn chị tin không. Đó, chia sẻ này, máy móc riêng này, dàn lông dàn lá riêng theo xe toàn tập nè, 10 triệu đồng. Anh chị khi nào đi đá đi không nào anh xài nó đem đây bán 8 triệu này. Em nói thiệt, hết chỗ lỗ rồi. Người miền Trung thì ăn nói là thật thà chắc phát thì em không bao giờ nói bậy này, em nói một câu chân tĩnh bà con mình. Cái gì vậy bây giờ, cái gì cũng thật lòng. Thật lòng thì phải lâu dài anh chị nha. Em nói thật luôn vậy. Bây giờ bán ví dụ em bán cho anh chị 12 triệu đi. Rồi nó cao quá sau này anh chị bán lại cho em làm sao em mua được, nhưng mà em chia sẻ cho anh chị mình chỉ có 10 triệu đồng anh chị nha. Anh chị muốn rẻ hơn nó cũng có rẻ hơn, hay là mắc hơn cũng có mắc hơn. Chất lượng tiền nào của đấy, đầy đủ loại xe để phụ cho khách hàng mình. Con xe này nó đứng sắp tường thì em không quay cái dàn trong này được, nhưng mà dàn trong nó cũng bị dàn ngoài anh chị, nó cũng rất là đều anh chị nha. Cái giá 10 triệu đồng tại cửa hàng em thấy nó rất hợp lý cho anh chị mình rồi. Và tiếp tục là câu này là dán tem Thái cũng AB Sang Cơ. Dán tem Thái chị nha. Xịt cái xe kia ra xíu em quay cho khách luôn. Dán tem Thái biển Đồng Nai, chia sẻ luôn 10 triệu đồng luôn, chia sẻ đẩy cho bà con mình chia sẻ vậy. Không biết lời lỗ tính sao anh chị nha. Anh nói thiệt luôn, bữa trước em bán 12 triệu, hôm nay em bán 10 triệu này. Ai thích chơi lớn lại cũng chơi lớn chị nha, chia sẻ cho anh chị yêu mình luôn. Cứ điện thoại nhắc máy về điện thoại về cho em, chia sẻ cho anh chị mình hết tình luôn. Em nói thật mà. Và mua bán em rất rõ ràng, cái gì cũng phải được lòng trước là em khỏi mất lòng sau. Cái gì ví dụ như cái xe nó như thế nào em báo cho anh chị mình rất là chính xác, bạn tả rất chính xác. Khi anh chị nhận một cái xe bên em đi, anh chị không hụt hẳn về em, cái đó là em nói rõ ràng. Còn ví dụ như anh chị đã bỏ đồng tiền ra anh chị mua xe mà tất nhiên anh chị chạy không được thì anh chị phải điện cho em, anh chị phải chửi em là rõ ràng. Nhưng mà em phải làm sao để anh chị mình có một phương tiện đi lại ngon, chắc chắn, mặt bền thì anh chị vui thì em mới vui đó. Cái lương tâm ai bán hàng cũng vậy anh chị. Anh chị mua xe, anh chị bỏ đồng tiền ra, đồng tiền làm mồ hôi nước mắt đâu phải là dễ làm ra tiền. Nhưng mà làm ra tiền rồi mua cái xe mà về chạy không được rất là buồn lòng nhé, anh chị nghĩ đúng không? Anh chị có thể bực mình nhé. Nhưng em cũng vậy, anh tâm lý, rất là tâm lý cho khách hàng mình luôn. Anh chị ở gần nghe, mà có một cái lỗi gì trục trặc nhỏ xíu xíu thôi, anh chị cần đem lại đây em cân chỉnh cho. Vì nhà em lúc nào có thợ sẵn, em luôn luôn phục vụ khách hàng mà. Em nói rõ là. Còn ví dụ như quý anh chị ở xa, ví dụ như hư cái gì anh chị không biết, anh chị cứ nhắc máy alo cho chị Nguyễn. Em mới bị cái đó, đó là bị cái gì thì em sẽ chia sẻ cho anh chị mình luôn. Em sẽ hỗ trợ cho, để không sao anh chị nha. Và để tiếp tục review xe cho anh chị là đây em có một con quen pha lốc đen. Quen pha lốc đen, cái xe thì nó cũng liền lạc sạch sẽ từ trước ra sau. Nó không có gọi là mới keng, thưa quý anh chị là không gọi là mới keng, nhưng mà một cái xe rất là liền và dàn áo zin thì còn rất là đều anh chị ha. Con xe này liền chấm bánh vỏ rất là đẹp và rất là ok. Xe này biển số 79 Nha Trang anh chị nha, Khánh Hòa. Em bán cho anh chị giá 12 triệu 500 ngàn đồng được không chị? Thôi anh chị tất cả hàng để luôn 12 triệu luôn được không chị? Đó, anh chị tất cả hàng em để luôn 12 triệu đồng này. Em bao cho anh chị cái giá này sập sàn anh chị tin không? Quen pha mà máy còn đồ đạc anh chị nha, chứ không phải là máy mà ba cái đầu nồng Trung Quốc thì em không có nói nha. Em bán hàng là em rất là tâm lý luôn. Và em bán hàng mà cái đầu nồng Trung Quốc em không có mua, em nói thiệt luôn. Em bán cho anh chị một chiếc xe nó đâu có lời nhiêu đâu mà mất khách, mất uy tín là em không làm, bởi uy tín làm ra thương hiệu. Anh chị chạy xe nha, em anh chị đã biết rồi, em nói chất lượng là chất lượng, cái nào nó ngon là ngon, anh chị cứ tin tưởng em không bao giờ mà để anh chị phải buồn lòng về em nói một câu chân tình như vậy. Còn trên lĩnh vực YouTube là em nói tiền anh chị cũng có rất là nhiều, anh chị rất là buồn luôn, em rất là buồn luôn nhiều khách hàng, tại vì vô cái coi cái kia mắc mới rẻ mà em biết rẻ là sao mà mắc là sao. Anh chị mua xe mà em nói thật chị, ví dụ như ở đâu bán rẻ hơn Diệu Nguyễn anh chị cứ ghé mua, em nói thiệt mà. Nhưng mà cái chất lượng của Diệu Nguyễn phục vụ cho anh chị là luôn luôn hết mình, và cửa hàng em là như vậy, em nói một câu chân tình, em luôn luôn bảo hành cho khách hàng nha. Chứ một chiếc xe quen pha như vậy chưa chắc là ai dám bảo hành cho anh chị một năm, nhưng mà có em đứng ra bảo hành cho anh chị một năm, anh chị cứ chạy đây em bao cho anh chị mà không có sao hết. Còn quen pha cũng rất là nhiều anh chị nha, rất là nhiều luôn. Quen pha cộng em vẫn có, còn quen chích ít em vẫn có đầy đủ nè. Anh chị có muốn xe nào nhắc máy điện thoại về cho em là có xe liền. Và để tiếp tục review xe, đây là một dòng xe quay RS vô dĩ nghe anh chị, mặt nạ 2 tầng đời cao 2009, đồng hồ xanh nè anh chị. Xe liền lạc sạch sẽ, máy móc là có chạm nhẹ nhưng mà đồ đạc là còn nguyên si nè. Một cái xe rất là dễ thương cho bà con anh chị mình, chỉ có 10 triệu đồng tại cửa hàng em thôi. Rất là rẻ luôn, biển số 61D1 Dĩ An nè, 10 triệu đồng. Anh chị chạy khi nào xài nữa đem đây bán em 8 triệu nha, em nói một câu chân tình nha. Đừng bán cho ai ủng, bán cho em 8 triệu em chia sẻ tiếp lại cho bà con khác đi. Đó, em nói một câu chân tình nè anh chị. 10 triệu đồng tại cửa hàng, xe rất là đẹp và rất là liền anh chị. Giá này là em bao cho anh chị tê tái, không bao giờ có rẻ hơn nữa đâu anh chị ơi. Đó, một cái xe mà nó liền như thế này mà em bán cho chị chỉ có 10 triệu đồng tại cửa hàng.
Mà để tiếp tục review xe thì ra đây em có những mẫu xe như là Future. Future thì hiện tại bây giờ em có 4 chiếc mà em đã bán hết 3 chiếc rồi. Bây giờ em chỉ còn một con Future Neo GT. Future Neo GT này biển số ở Long An anh chị nha. À, biển số Long An. Bây giờ cái xe này thì nó thật với chị nó cũng zin toàn bộ từ trước ra sau nha. Xe còn rất là đẹp và rất là đều xe luôn, máy nổ là thì thầm mùa sơn anh chị. Đầu nồi thì có chạm nhẹ nhưng mà chạm rất là đẹp anh chị nha. Anh chị biết chạm là như ví dụ như cái nồi đây lâu ngày nó yếu thì mình mở ra mình làm bố lại cho nó mạnh. Còn đầu ví dụ lâu ngày mình mở ra mình sấy xúc bắp mình làm hơi lại cho nó ngon. Chứ cũng chẳng làm một cái gì trong này hết anh chị nha. Còn toàn bộ là em bao riêng chắc như nước cắt anh chị nha. Và cái xe này em bán cho anh chị giá 27.500 tại cửa hàng. Em bao cho anh chị sập sàn giá không bao giờ đâu rẻ hơn GT bán 275 nha anh chị. Xe bánh mâm anh chị nha. Bánh mâm liền lạc sạch sẽ đẹp như thế này em bán cho anh chị 27.500.000 đồng. Anh chị cứ nghĩ đi, bây giờ anh chị bỏ ra hâm mấy triệu đồng anh chị mua xe mới không bao giờ qua con này đâu. Em nói thật tình luôn. Đừng có chê nó cũ nha anh chị, nhưng mà nó chất lượng anh chị. Bây giờ nhiều chiếc xe đến cả 100 triệu vẫn có những dòng này anh chị nha. Đó, em nói thật luôn, chia sẻ bà con mình xe rất là đều, rất là liền anh chị nha. Ví dụ như trong clip của em mà anh chị coi cái xe nào mà cũng thấy mến mộ mà hoặc là điện anh chị coi tới đó mạng nó yếu hay là nó không coi được hay là nó không có rõ thì anh chị cứ vui lòng kết bạn Zalo đi, anh chị nói em ơi em quay lại chiếc xe đó một lần nữa cho anh coi kỹ càng hơn trước khi anh mua, em luôn luôn ok phụ anh chị hết mình. Và tiếp tục đây là một con xe Jupiter FE anh chị nha, phiên bản 2018 nè. Xe liền lạc sạch sẽ từ trước ra sau, một xe như xe mới biển số 95. À, con này em bán cho bà con mình là 16.500.000 đồng tại cửa hàng bà con mình nha, em bao rẻ luôn nha. Jupiter em bán 16 năm phiên bản đời 2018 chị kiếm đầu ra anh chị. Xe màu xanh GB. Xe còn rất là đẹp anh chị nha, chứ em là nói rất là rõ ràng tại vì cái xe anh chị coi nó bóng lưỡng luôn. Rất là đẹp mà một cái xe ring chứ không phải là xe dậu, em bao cho khách hàng mình luôn nha. Dậu là trả xe em trả đủ tiền cho anh chị mình luôn, em nói thiệt. Cửa hàng em rất là làm ăn rất là uy tín, mình là một cửa hàng bán xe thì mình làm uy tín mới lâu dài được anh chị nha. Và tiếp tục đây là một con Jupiter MX anh chị nha. Xe nó trong chạy rất là chất lượng, máy nổ thì thầm, bộ tem mới dán lại anh chị, biển số Long An. Em chia sẻ cho anh chị mình 9 triệu đồng là tại cửa hàng này, em bao cho anh chị giá sập sàn anh chị. Bánh mâm zin đồng hoàng anh chị nha. Xe là em bao cho anh chị chạy bảo hành cho 1 năm luôn đó. Bộ tem lâu ngày nó hơi mờ, nó dán bộ tem mới này. Còn ngoài ra cái xe này dàn lông dàn lá dàn chân rất là đều và nó zin cho xe. Rồi, anh chị có phương tiện đi lại mà bây giờ cỡ tầm 90 triệu anh chị cứ quăng vô lấy này cho em nè. Em nói thật với anh chị, em bao cho anh chị chạy không bao giờ hư nha. Chất lượng cứ đổ xăng bữa nhất là đây thôi. Còn Future Dynamic thì hôm nay em về tiếp cho anh chị một con phiên bản 2021 màu xanh như xe mới anh chị nha. Em tả là như xe mới thì anh chị đã biết rồi, cái xe nó còn rất là đẹp luôn. Gọi là như xe mới thì anh chị biết rồi đó, rất là mới mẻ nghe. Con này biển số Thủ Đức em bán cho anh chị giá 27 triệu đồng anh chị nha. Và tiếp tục đây là cũng một con xe như xe mới luôn, phiên bản 2020 này led cho anh chị, biển Long An. Em bán cho chị giá 26 triệu đồng nè. Đó, cứ mua cho chị mến mộ xe nào, mến mộ chiếc xe nào, màu nào, biển số đâu liên hệ cho em cái là có xe liền. Chốt nhanh chốt kệ bà con luôn. Hai chiếc xe này thì như xe mới vậy nha. Và đây tiếp tục là một con Future. Con này là chắc 23 24 gì anh chị ha. Con xe này là bọc keo nguyên con, xe dàn áo lọc ra là không có đầy anh chị. Phiên bản màu đỏ đen FI anh chị nha, đầu nồi zin máy zin biển số là ở Dị An Bình Dương. Con này em bán 17 triệu đồng. Đó. Em nói rồi mà, nhà em là tiền nào cũng có mà giá nào cũng có. Luôn luôn phục vụ anh chị mình là mọi giá xe. Ví dụ như anh chị cần cái xe 3 triệu đi làm em cũng có, mà 30 triệu cũng có anh chị nha. Đó. Anh chị nào mà muốn mua xe tay ga anh chị, anh chị chỉ cần điện cho em hoặc là anh chị comment vào đó đi rồi em sẽ hẹn anh chị trong bữa hai bữa nữa em rảnh rảnh rồi em phát trực tiếp lên. Em phát trực tiếp lên cho bà con mình vô để ưng chốt xe nào là bà con mình chỉ cần comment vào đó là em quay xe đó liền luôn. Và tiếp tục đây là một con xe Future, xe này của ông anh em. Con này là ông anh em ở Đông Sơn, bây giờ ông để lại em gửi em bán giùm cho anh nè. Cái con xe này là máy móc thì anh có chạm rồi, anh có làm rồi, em nói rõ ràng vậy. Còn dàn lông dàn lá là mới lột keo. Xe còn rất là đẹp, bánh mâm biển số 92Y1 Quảng Nam, Đông Sơn. À, con này bây giờ em bán 10 mấy được ta? 16 triệu được không anh chị? 16 triệu tại cửa hàng xe FI anh chị nha. 16 triệu tại cửa hàng FI. Future FI em bán một cái giá vô cùng mềm mại cho quý anh chị luôn nha. À, quá mềm mại luôn thì anh bán cho em là ngay chủ ngay tên xe đứng tên chị nha. 16 triệu đồng. Và tiếp tục đây là một em xe 81G1 anh chị nha. Con này là Future FI mà xe màu xanh ngọc, xe còn rất đẹp, chủ xe xài rất kỹ anh chị.
hai cái kiến chiếu hậu vẫn còn riêng theo xe, mà xe này là máy móc riêng tồn tập anh chị nha. Dần chân, dần lông, dần lá còn khoảng được 90% so với xe mới, còn rất là đẹp các cô chú anh chị nha. Con này em bán 20,5 tại cửa hàng, 20,5 phiên bản 2017 đời cao anh chị nha. Đó, chia sẻ bà con mình giá nào anh chị cứ nghĩ đi. Bây giờ anh chị bỏ ra 20 triệu, 21 triệu anh chị đi mua xe mới, anh chị mua quen pha 110 làm sao nó qua những con phu chờ FI như thế này được. Em nói thiệt luôn, em nói con phu chờ nó phải chấp quen pha là gấp 10 lần cái đó, đúng không anh chị nghĩ đúng không? Anh chị cứ tới mình gần xe cũ đi, anh chị mua anh chị không bị thiệt. Khi nào anh chị không xài nó đem bán cho em, nó không lỗ nhiều tiền. Còn rẻ đây chị ơi, rẻ đây, con này là cũng máy móc rất là ngon nha, dàn lông dàn lá rất là đều anh chị ha. Con xe này em chia sẻ cho anh chị giá 14 triệu tại cửa hàng này, 13 năm em bán luôn nè anh chị, 13 năm, đó hôm nay em để 13 năm luôn, 13.500.000 biển số Thủ Đức nha anh chị nha, thành phố Hồ Chí Minh nha, 13.500.000 đồng em bao cho anh chị và bảo hành 1 năm nha, đầu chắc có rớt rồi nha anh chị, đầu có rớt xe bắp rồi, ngoài ra cái xe dàn lông dàn lá thì liền lạc sạch sẽ chứ không có gọi là mới ken, dàn lông dàn lá có đầy xước anh chị nha. Phu chờ 1, đây, tiếp tục phu chờ 1, phu chờ 1 liền lạc sạch sẽ, xe mắc kỳ bu, nói rất là rõ ràng bà con mình luôn. Còn dàn lông dàn lá dàn chân là em bao cho chị rất là đẹp, câm niền xanh dần 7 màu nha, cái bô là like rồi, em nói rất rõ ràng, biển số 60H7. Anh chị mua muốn đi boring thì về vô cái boring, cái boring tầm cỡ 1 triệu, triệu ngoài, em nói rất là rõ ràng nha. Con này là bây giờ em bán cho chị 14 triệu đồng tại cửa hàng được không anh chị? 14 triệu đồng tại cửa hàng nhà em ngày hôm nay cho quý anh chị yêu mình một con xe này, dàn lông dàn lá dàn chân anh chị coi đã không sáng chới luôn chị nha, tóc lý anh chị coi rất là đẹp nha. Cái dàn lông thì rất là dễ rồi, bây giờ mình muốn đẹp mình vô dàn lông mới là đẹp liền, nhưng mà dàn chân nó mới gọi là khó dầu. Dàn chân phải đẹp như thế này là rất là dễ anh chị nha. Đó, dàn chân như thế này mình vô áo mới mình đi bình thường thôi, anh chị thích thì đi áo mới, còn không thích thì đi áo này đi vẫn đẹp, áo này còn rất là mới luôn. Và đây là một con quay RSX phiên bản 110, xe máy đi dàn lông dàn lá rất là đều và đi chơi xe. Con này mang biển số 93 Bình Phước, em đem chia sẻ cho anh chị giá nè, 11.500.000 đồng em bao cho anh chị không đâu rẻ hơn em này. 11 triệu đồng anh chị thấy không? Đó, muốn rẻ cửa nào cũng có, bao rinh và chạy bảo hành cho anh chị 1 năm trên sản phẩm của em bán ra hoàn toàn chính xác 100% nha. Anh chị mua mấy con xe này đi, không bao giờ em đảm bảo anh chị không bao giờ mà anh chị buồn lòng về em nói một câu chân tình. Tiếp tục câu này hôm nay em xả cho anh chị 13 năm nè, giá này bao rẻ nè, 13.500.000 đồng xe bánh mâm FI anh chị nha, bánh mâm FI quay rồi đấy, xe rin còn tập máy tin chưa rớt nè, giá 13 năm anh chị cứ nghĩ đi. Không bao giờ đâu mà rẻ hơn Diệu Nguyễn nè, em nói một câu chân tình nè. Anh chị nào mà mua xe ở nhà em rồi anh chị đã biết không, bọn em làm ăn là rất là đàng hoàng và tử tế, anh chị tới bảo hành xe bọn em vẫn vui vẻ và bọn em phải làm nhiệt tình cho anh chị mình đàng hoàng, chứ không phải là bảo hành xe tới phải biểu anh chị chờ này chờ nọ, hẹn này hẹn kia, không bao giờ có nghe. Em nói là tới cái gì mà em hỗ trợ được là em hỗ trợ hết mình cho anh chị mình, chỉ để cho anh chị mình. Nhiều khi ra ngoài tiệm xe thì người ta chém mình, người ta lấy, nhiều khi bọn em làm có 100 nhưng mà có thể ra ngoài tiệm thì đến 400-500 ngàn, cái đó rõ ràng nguyên tắc ai làm phải chẳng lấy tiền công chẳng lấy tiền lời, nhưng mà bọn em có gì bọn em hỗ trợ được thì bọn em hỗ trợ giùm cho quý anh chị mà, em hỗ trợ giùm cho anh chị, sau này anh chị có mua xe gì chị gái ủng hộ lại cho em là em vui thôi. Và tiếp tục đây là một con quay RSX cho anh chị nha, xe này FI điện tử nè, đó liền lạc sạch sẽ từ trước ra sau, dàn chân dàn áo rất đều và rất liền, biển số Quảng Bình em bán 13 triệu chia sẻ luôn đó, 13 triệu đồng chia sẻ bà con mình nghe, tặng qua đầy đủ anh chị nha. Những con xe này anh chị ship đi về đâu, ví dụ như các tỉnh miền Tây lân cận hoặc là ở từ Ninh Thuận giật vô, em bao cho anh chị tầm tiền ship 300.000 đồng, nhiều hơn em chịu đó. Còn ví dụ như ra Bắc ra Nam hay là ra ngoài Trung thì phải giá nó phải khác anh chị nha. Ví dụ như em bán 13 triệu tại cửa hàng nhưng mà ship ra đó thì anh chị phụ quà thêm cho em, chứ bây giờ em bán giá này cũng rất là rẻ rồi. Và đây một mẫu xe đi làm là quay rồi X bô lông đít nhộn anh chị, phiên bản này cũng rất là nhiều khách hàng ưng ý luôn, bởi vì dòng xe này bô nổ rất là hay và máy rất là bền. Con này thì nói thật với anh chị nó còn riêng nhưng pin nên cái xe nó không có được đẹp cho lắm. Thì em chia sẻ bà con mình một con xe biển số Hà Nội không vào được chị ơi, bán 8.500.000 đồng. Em nói là sập sàn anh chị. 8.500.000 đồng em bao cho anh chị không đâu rẻ hơn em này, nó thiệt luôn. 8.500.000 đồng anh chị. Giá bán tại cửa hàng. Em bao cho anh chị máy móc bảo hành cho 1 năm, cứ đi đến bên cửa hàng em và tới mua cửa hàng em. Những con xe Nhật như thế này em bảo hành cho 1 năm, em nói thật một câu chân tình với bà con khách hàng yêu anh. Và đây, ra đây là một con Jupiter Gravita anh chị nha. Bánh mâm thắng đĩa xe màu đỏ đen liền lạc sạch sẽ, biển thành phố anh chia sẻ 9.500.000. 9.500.000 giá này em bao cho anh chị tê tái luôn nha, không đâu rẻ hơn đâu. Đó, cái giá rất là mềm mại và
cửa hàng em bán xe có bảo hành nha anh chị. Và anh chị được trao đổi trong một tuần lễ, nếu như anh chị không hài lòng về một cái điểm nào đó anh chị cứ quay lại để đổi thoải mái nha. Em nói được em làm được. Và Sirius biển số Hà Tĩnh là con này là xe 2021. Thưa anh chị là con này như xe mới không một vết trầy anh chị, con này em bán là 15 năm đó, 15 năm. Không một vết trầy anh chị nha. Không một vết trầy. Chia sẻ bà con mình màu đen nhám phiên bản cao cấp. Tem năng lượng đầy đủ cho quý chị yêu mình đi 2900 cây. 2900 cây anh chị nha. Và tiếp tục đây là một con Sirius đi làm anh chị. 10 triệu đồng tới cửa hàng, 10 triệu đồng anh chị nha. Đi làm vô tư luôn. 10 triệu đồng đầu nầu zin máy zin chưa rớt, ngay chủ ngay tên, một đời chủ một mùa đi, biển số Đồng Nai. Anh này tên đổi xe tay ga về cho con gái đi học cấp 3. Đi học cấp 3 bây giờ nó lớn rồi, bây giờ điều kiện anh tạo cho anh điều kiện cho con gái anh một cái xe để con anh đi làm, chứ mà lại để cái xe đi, xe này thì con gái đi cũng tội quá, cho nên tối nay mình cũng chia sẻ như vậy. Và bây giờ em cũng chia sẻ cho bà con mình là như vậy, và giá là 10 triệu đồng tại cửa hàng nha. Em mua quà là 9 triệu 3, em nói thầy con bây giờ em tặng quà đầy đủ cho anh chị mình bán 10 triệu đồng lời như anh chị, lời có mấy trăm ngàn đồng thôi. Và đây là một con Sirius, con này biển Vĩnh Long này em bán cho anh chị giá 14 triệu tại cửa hàng, chia sẻ luôn nè. 14 triệu nha, Sirius bánh mâm thắng đĩa xe 2018 vậy nha, giá bao rẻ nha. Bao rẻ luôn cho anh chị yêu mình nè. Xe rất là đẹp và xe ring chứ không phải là xe dậu thì em bao cho anh chị mình luôn. Và tiếp tục đây là con này biển Gia Lai, con này 4433, sở hữu rất là đẹp luôn. 13 triệu đồng tại cửa hàng. Bao là sập sàn nha, sập nguồn luôn vậy nha, giá này là bao sập giường luôn. 2017 anh chị nha, xe rất đẹp và xe riêng toàn tập anh chị nha. Em bao cho anh chị xe qua em bán ra là không cắn đụng, không ngập nước, không tai nạn anh chị nha. Những cái hàng đó là em không có chơi. Em chơi cái hàng đó là em mất uy tín, em không có làm những vậy anh chị nha. Và đây một con xe biển số Thái Nguyên 79 thằng tài đuôi, giá bán là 12 triệu đồng tại cửa hàng. Một con xe Sirius Ring nguyên con phiên bản RC 2013-2014 gì đây. Quá rẻ. Những con xe này là nói thật với anh chị là em lời tình cảm là có thật luôn nha. 12 triệu đồng anh chị có điện thoại gì Nguyễn cái là có xe liền nha. Chia sẻ bà con mình hết tình nha. Cái xe Sirius này rất đẹp anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Jupiter FI anh chị. Biển Quảng Trị anh chị. 14 năm giá bằng tiền Sirius luôn, chia sẻ luôn mà. Em nói hôm nay em xả hết cho anh chị của mình, em xả sập luôn. 14 năm này em bao cho anh chị cái giá này tê tái luôn, không có ở đâu có nè. Xe rất là đẹp nha, xe màu vàng đen phiên bản thể thao, đầu nầu zin máy zin anh chị nha. Liên lạc sạch sẽ cho cô chú anh chị mình. Xíu nữa em sẽ quay những cái đầu xe lại cho khách hàng cùng xem. Acelo là khách đã mua rồi. Acelo kia là mua. Con này cũng chưa mua. Con nhìn đây là con màu đỏ, anh đã bán rồi anh chị nha, những con màu đỏ mà 10 triệu đồng đó anh chị. Và con này giá là 10,5 nè. Acelo Ring nguyên con nha anh chị, màu xanh trắng anh chị nha. 10,5. Xe đẹp như bánh kẹp luôn. Lung linh như ngọc tinh anh chị nha. Bao là anh chị xe nhà em bán ra là xuống dốc là bao chạy nha. Và lên dốc không nổi rồi đẩy giùm em. Nó vui nó giỡn bà con mình cho nó hài hòa. Một cái xe này biển số Tây Ninh nha. 10,5 em bao cho anh chị giá sập sàn anh chị nha. Muốn rẻ cửa nào cũng có. Rẻ cửa nào em cũng bán cho được anh chị. Rồi Winner biển 29 Hà Nội, ngay chủ ngay tên, xe riêng toàn tập nha, màu đen nhám nha, 20 triệu. Em đẩy luôn. Anh chị tới cửa hàng đi, bóp em cho xíu nữa để nó lỗ không bán anh chị nha. Chia sẻ nè. Anh chị tới cửa hàng để em chị 19 năm luôn anh chị nha. Em nói liền nè, em nói được em làm được anh chị. 19.500.000 đồng một xe riêng toàn tập, đầu nầu zin, dàn áo, dàn lông, dàn lá riêng, xe ngay chủ ngay tên, em nói chị không bao giờ có giá này. Bây giờ cò lái diện giao cho em bây giờ cũng 19-20 triệu anh chị, không bao giờ dưới đâu, không bao giờ dưới đâu. Rồi Mickey anh bán anh chị giá 27 triệu đồng nè. Mickey anh chị biển số 84 Trà Vinh, ngay chủ ngay tên. Cái anh này anh bán xe em nói thiệt, anh kể lên anh chị thấy tội anh luôn. Anh bán xe mà anh phải điền cho em, anh kêu cho anh nhìn xe lần cuối, nói thiệt cái tội. Xe biển số 84 Trà Vinh, Mickey, xe nhập Indo anh chị nha, 27 triệu đồng anh chị. Xe nhập Indo phiên bản cao cấp 2019 anh chị nha. Cái phiên bản này là đúng em bao cho anh chị, đúng xe nhập nè, bởi vì xe nhập là nó có vò đạp anh chị. Mickey giấy đến là Jupiter, một con xe nhập Mickey nha, mua mới 50 mấy triệu, gần 60 triệu đồng anh chị nha. Bây giờ chỉ có 27 triệu tại cửa hàng em. So với xe mới bây giờ anh chị đi mua Sirius FI mới 27 triệu, anh chị để 27 triệu anh chị mua Mickey anh chị chạy nha. Em bao chất lượng anh chị mình luôn. Chạy là bao tê luôn anh chị nha. Rồi, con này là hàng Limited đó. Ông anh xin lỗi chị. Con này là hàng 3D. 3D phiên bản cao cấp màu trắng đỏ nè anh chị nha, riêng toàn tập từ trước là sao biển Trà Vinh em bán giá 23 năm nè. 23.500.000 đồng, phiên bản 2018 anh chị.
xe tất cả toàn bộ em bán ra những con xe này là những con xe ring. À, cái gì em nói ring là anh chị cứ tin tưởng em, và em luôn luôn nói chuẩn chính xác 100% cho khách hàng mình. À, để cho anh chị mua xe thì em nói thật được lòng trước rồi khỏi mất lòng sau. Cái gì em tính em rất là rõ ràng, em không có nói cho hay cho ngon cho ngọt mà nói ừ, anh ơi xe ngon lắm đẹp lắm anh tới anh mua đi, mà anh tới anh coi xe thấy xe cứ mồm làm sao anh chị mua được. Em nói rất là rõ, mất thời gian khách hàng mà mất thời gian của mình, cái đó rõ ràng luôn. Anh chị nhiều khi chị ở xa anh chị chạy 2-3 tiếng mồm tới đây rất là cực khổ, mà tới các cái xe thì nản không muốn nói luôn ai cho nè. Em nói thật em nói gì cũng rõ ràng anh chị, em tả xe chưa bao giờ anh chị nào tới đây mà nói em tả không chính xác, em tả là phải chính xác 100% khi anh chị đã kết rồi tới đây là mua thôi nhá. Không có nói biển số 6111 xe bến cát anh chị nha, Accenter 135, em bán giá sập sàn 15 triệu đồng tại cửa hàng em anh chị nè, 15 triệu đồng anh chị, máy zin anh chị nha, lên đồng hồ Fuso 7 màu, đồng hồ Fuso 7 màu cho một ngày chỉ có 15 triệu đồng, giá này bằng tiền một siêu đúc đầu nồi zin anh chị, đồng hồ Fuso 7 màu luôn, anh chị thấy đã không, chớp nháy nháy đã không anh chị, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Và đây là những cái đầu xe mà em đã quay và cập nhật giá cho quý bà con anh chị mình rồi. À, anh chị cũng thấy như admit king, những dòng xe rất là đẹp, những dòng xe này em không có lao anh chị nha, xe ngoài này trời nó mưa hoài em trắng luôn không có lao được cho nên xe nó hơi dơ, nhưng mà quý anh chị mua xe thì bọn em sẽ rửa xe và kiểm tra bảo dưỡng đầy đủ trước khi chốt xe về địa phương cho anh chị yêu mình. Và anh chị cũng đừng quên ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ cho em, tinh thần cho em anh chị nha. Nếu như anh chị cảm thấy mến mộ, anh chị cũng thấy mến mộ em, anh chị thương em thì ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho em, để cái kênh YouTube mình một ngày nó một phát triển hơn nữa. Và em luôn luôn là những người đồng hành cùng anh chị trong cái thế giới xe cũ, em nói thật một câu chân tình. Và bây giờ có lẽ là chào tạm biệt tất cả cô dì chú anh chị, và hẹn gặp lại anh chị trong một cái video tiếp theo gần nhất của em ngày hôm nay. Thưa anh chị là những con xe em đã quay rồi, bà con chị muốn mến mộ xe nào cứ vui lòng liên hệ mạnh dạn về cho chị Nguyễn, em sẽ hỗ trợ hết mình. Hoặc cái xe nhà anh chị thấy không được rõ lắm thì anh chị cứ điện thoại mạnh dạn về cho em đi, em sẽ hỗ trợ hình ảnh qua Zalo. Còn những anh chị nào mua gốc cũng mạnh dạn gửi chứng minh về cho em để em kiểm tra hồ sơ nếu như đậu lên cửa hàng để mua xe anh chị nha. Và bây giờ chào tạm biệt tất cả anh chị và hẹn gặp lại anh chị nha.